bây giờ thì chúng ta đang chuẩn bị xem đoàn Lân Kỳ Hoàn thành phố Quy Nhơn. Các bạn đang chuẩn bị để biểu diễn múa khai trương tại salon ảnh, salon nội thất và ảnh Hoàng Lan. Ở đây là em có phải là điệu điệu không? Phải không? Ngoài sau này nhìn lại chứ ta. Rồi. Đây như chúng ta thấy là bà con thị xã Sông Cầu đang quá trời đông nha, để về đây để xem múa khai trương tại